Tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, Nghị quyết số 18 và những vấn đề đặt ra trong sửa đổi luật đất đai năm 2013 diễn ra vào sáng nay, nhiều chuyên gia đã đánh giá cao những thay đổi trong tư duy quản lý về đất đai, đặc biệt là việc bỏ khung giá đất, xây dựng bảng giá đất sát với giá thị trường. Chủ trương bỏ khung giá đất là điểm mới, có tác động lớn, cho thấy sự quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Đảng về chính sách đất đai. Theo các đại biểu, chủ trương này sẽ được thể chế hóa trong luật đất đai sửa đổi, từ đó giúp tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc hiện tại, nhất là tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiện tụng kéo dài liên quan đến đất đai. Tôi thấy rằng cái đột phá nhất của Nghị quyết 18 mà đã đạt được để phải đưa vào luật là vấn đề chúng ta xóa bỏ cái cơ chế quản lý về kinh tế bằng các cái biện pháp hành chính. Điển hình như là chúng ta áp dụng cái khung giá đất và ấn định các cái bảng giá đất nó không phù hợp với thị trường, chuyển sang là sử dụng các công cụ thị trường. Đấy, bảng giá đất phải xây dựng sát với giá trị thị trường, sử dụng các công cụ thị trường như là công cụ thuế để điều tiết các cái hành vi như là đầu cơ, điều tiết các cái phần giá trị gia tăng mà không phải do cá nhân người sử dụng đất mang lại. Tuy nhiên, một trong những vấn đề khó khăn khi sửa luật đất đai là xây dựng bảng giá đất sát giá thị trường. Các vấn đề đặt ra như ai là người xây dựng bảng giá đất, định giá thế nào cho sát với thị trường, nhất là đất ở vị trí có những đặc điểm khác nhau. Định giá đất theo cơ chế nào? Chúng ta cần phải bàn cho nó kỹ. Theo cơ chế thị trường là cơ chế thế nào? Chúng ta lâu nay đang có một cái quy định là giá đất theo cơ chế thị trường trong điều kiện bình thường, nhưng không ai trả lời được. Và thực tiễn chúng ta thấy là lâu nay giá giao dịch trên thị trường rất khác nhau, vì bản thân nội tại nó đã khác nhau rồi. Cho nên chúng ta nói là giá thị trường đối với đất đai là vấn đề rất nan giải, chứ không hề dễ một chút nào cả. Chúng ta nói như vậy thôi. Và như vậy trong quản lý thì tôi cho rằng cần phải có một mức giá nào nó tương đối hợp lý để có thể quản lý được, để làm sao chúng ta thu được thuế sát với thực tiễn, để làm sao nhà đầu tư bỏ tiền ra để mua đất người ta cũng giá chịu được. Quan trọng bây giờ xác định giá thì phải có cái tư vấn độc lập. Mà muốn có cái tư vấn độc lập này, xin lỗi, là phải có chuyên gia giỏi, phải có công nghệ, và đây giờ là điều kiện cho phép. Trước đây nó cũng hơi khó. Nhà nước đầu tư đường như chúng ta nói đấy, thì giá nó tăng lên thì đấy chính là tăng ngoại lực tích cực. Nhưng ngược lại mà khi mà ông xây dựng một cái gì đấy mà gây ô nhiễm thì giá đất nó giảm. Thì tất cả những cái đó nó phải đào tạo bài bản và cái người làm định giá người ta hiểu. Việc bỏ khung giá đất cũng sẽ khiến mức đền bù đất bị thu hồi sát thị trường, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng quy định đấu giá giao quyền sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang đặt ra nhiều thách thức đối với chính quyền địa phương do không có đủ nguồn lực, kinh phí thực hiện.